huấn luyện viên yoga tại thành phố Hồ Chí Minh lên sân khấu hướng dẫn chúng ta phần giáo thức yoga. Xin quý vị ổn định chỗ ngồi để chúng ta có thể tập trung tập luyện bộ môn yoga hiệu quả nhất ạ. Namaste, good morning, chào buổi sáng to all of you. So, I hope all of you are enjoying good health in this morning and ready for yoga practice. So, before practicing yoga, I would like to share a few words with you, like while performing any posture, any asana, you should not force yourself according to your body capacity. You can perform the posture, because yoga doesn't say that you should force yourself. Yoga is not just as a physical activity, it is an art of breathing with the coordination of the movement. Chào buổi sáng. Trước khi chúng ta bắt đầu bài tập thì thầy anh cái có một vài lời muốn chia sẻ với tất cả mọi người ở đây. Mọi người hãy tập yoga theo sức của mình, đi động tác hài hòa với hơi thở. Nếu các bạn cảm thấy mệt cần phải nghỉ ngơi, vui lòng ngồi xuống và hít thở ạ. So, join up both the hands. I'll go for the prayer mantra. Close your both eyes. Bây giờ hãy chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại và để mình sẽ ngân 3 tiếng om trước khi vào bài tập yoga hôm nay. Chadvam samvaradvam Chadvam samvaradvam Sambho manamsi janata Sambho manamsi janata Deva bhagam yatha purve Now xoa lòng bàn tay lại với nhau. Keep it on the opposite of your eyeball. Và đặt lòng bàn tay vào mắt của mình. Very slowly open your eyes. Nhẹ nhàng mở mắt ra. Come to the standing position. Từ tốn đứng trên phía đầu thảm nào. Keep your legs together. Hai chân khép lại với nhau. Keep your palms on the waist region. Đặt tay lên hông của mình. I'll go for the neck movement. Chuẩn bị bài tập xoay cổ. With exhalation, bend forward. Thở ra hạ cằm xuống ngực. With inhalation, bend back. Quý vị và các bạn đang theo dõi bài tập yoga đồng diễn trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 2 năm 2016 đang diễn ra tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Và Ngày Quốc tế Yoga là một trong những ngày hội của tất cả những người yêu thích yoga trên toàn thế giới. Và năm đầu tiên Ngày Quốc tế Yoga được tổ chức là vào ngày 21 tháng 6 năm 2015.
Và ở ngày quốc tế yoga lần thứ nhất thì đã có đến 2 kỷ lục Guinness được xác lập. Với kỷ lục đầu tiên là kỷ lục buổi học yoga có số lượng người tham dự đông nhất và có số lượng quốc gia tham gia đông đảo nhất trong một buổi học yoga. Và ở ngày quốc tế yoga lần thứ nhất thì Việt Nam cũng tham gia tổ chức, và năm nay là năm thứ 2 ngày quốc tế yoga có mặt tại Việt Nam. Và như quý vị cũng đã thấy thì trong ngày quốc tế yoga lần thứ 2 này đã có rất đông những người tập luyện yoga tại thành phố Hồ Chí Minh và thậm chí là từ những tỉnh thành khác đã có mặt tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh để cùng tham gia vào ngày hội, nơi mà tất cả mọi người có thể cùng nhau tập luyện, cùng nhau truyền tải những thông điệp giá trị về sự hòa hợp giữa con người và vũ trụ. Và trên màn ảnh quý vị lúc này đó là khu vực bên ngoài nhà thi đấu Hồ Xuân Hương thì cũng đã có rất đông những người tập yoga cùng nhau hòa vào buổi đồng diễn này hôm nay. Như chúng ta đã thấy thì rõ ràng yoga đang ngày càng phổ biến và những hiệu quả mà yoga mang lại cho người tập là không thể phủ nhận. Nó không chỉ mang cho chúng ta lợi ích về mặt thể chất mà đặc biệt hơn, yoga còn mang lại sự thư thái trong tinh thần và tâm hồn. Do đó, mặc dù khuôn viên của nhà thi đấu Hồ Xuân Hương đã rất rộng và có đến hơn 500 người trong nhà thi đấu cùng nhau tập luyện, thì phía bên ngoài nhà thi đấu vẫn còn rất nhiều người vẫn muốn hòa cùng vào bài đồng diễn ngày hôm nay. Nào thả lỏng cổ của mình. I'll go for the practice of cold and joint rotation. Raise up both the hands till shoulder level. Hít vào tay dang rộng bằng vai. Promise to both the palms. Thở ra xoay lòng bàn tay. Keep it on the đặt lên vai của mình. Now, xoay rotate it forward. Trái, từ sau về phía trước nào. Backward, in the opposite direction. Ngược lại, từ trước ra sau. Để quý vị có thể hiểu rõ hơn về bộ môn yoga thì chúng tôi xin được thông tin thêm quý vị. Thì yoga là một bài tập để chúng ta có thể rèn luyện về mặt thể chất lẫn tinh thần với sự kết hợp giữa tâm thức cá nhân và tâm thức vũ trụ. Và đó là theo kinh sách của yoga truyền thống, còn theo các nhà khoa học hiện đại thì bất cứ điều gì trong vũ trụ này thì cũng chỉ là một sự biểu lộ của mỗi cá nhân trên nhân loại này, và mỗi người nào mà chúng ta có thể cảm nhận được những tinh nhất thể của sự hiện hữu thì được coi là đạt được trạng thái yoga hay còn gọi là hành giả yoga. Và những người đạt đến trạng thái này sẽ cảm thấy rất là thư thái. Hay trong chuyên môn của bộ môn yoga thì có thể nói là đạt đến niết bàn. Hít sâu, xoay người thẳng tay về phía trước. Và yoga là một trong những môn tập luyện có lịch sử từ hàng ngàn năm trước đây và sớm hơn rất nhiều so với các thời điểm mà các tôn giáo cũng như là các hệ thống tín ngưỡng xuất hiện. Nó cũng là một bộ môn, một di sản văn hóa của đất nước Ấn Độ. Và ngày nay thì sự ưa chuộng của yoga trên toàn thế giới đã một lần nữa khẳng định được những tinh hoa của bộ môn này mang đến cho từng người tập. Hít vào, từ từ đứng thẳng người lên. Thở ra thả lỏng hai tay của mình. I'll go for the practice of standing series of postures. I'll go for the practice of Tadasana, palm tree pose. With inhalation, raise up both the hands as well as both the heels. Và vươn tay lên cao cùng một lúc. Thở ra đan tay lại với nhau, đưa lòng bàn tay lên trần nhà, thẳng cánh tay,
Your breathing should be normal in the final position. Deo. Maintain the posture as much as possible. Release the ankle. Hít vào rồi thở ra, chậm chậm hạ gót chân và hạ tay xuống. Now go for the practice of Vrachasana, three pose. Bend the right leg. Hít vào nâng chân phải, đặt vào đầu trong của chân trái, thở ra thả lỏng tay trên đùi. Hít vào tay sang bàn vai. Rửa lòng bàn tay và chắp tay lại với nhau, vươn lên cao nào. Giữ quỳnh tay thẳng. Mắt nhìn vào một điểm về phía trước. Thở đều. Hít vào rồi thở ra, chậm chậm hạ tay xuống. Úp lòng bàn tay. Hạ tay, buông chân phải, xuống đi nào. Hít vào, nâng chân trái, đặt vào đường trong của chân phải. Thở, giữ. Như chúng ta đã thấy qua các bài tập khởi động của một buổi tập yoga kéo dài một tiếng, thì rõ ràng yoga là một bài tập mà có thể tác động ở toàn bộ cơ thể, thậm chí là khi mà chúng ta đạt được sự thư thái khi tập luyện thì có thể lĩnh hội được những lợi ích về mặt trí óc, về mặt cảm xúc, và quan trọng nhất là cảm nhận được năng lượng của bản thân sau khi kết thúc bài tập. Và điều này đã khiến cho, cũng là một trong những nguyên nhân để yoga hình thành nên bốn thể loại yoga khác nhau. Đó là Kama Yoga, khi mà chúng ta vận dụng cơ thể, hay Nana Yoga là khi chúng ta vận dụng trí óc, Bhakti Yoga là vận dụng cảm xúc, và Kriya Yoga tức là chúng ta vận dụng năng lượng. Và mỗi một thể loại yoga mà chúng ta vừa thực hành xong thì có thể sẽ tác động một trong những bốn lợi ích, là thân thể, trí óc, cảm xúc và năng lượng, hoặc cùng lúc có thể tạo được nhiều. Chậm chậm hít vào, vươn tay, đứng thẳng người lên. Tạo được nhiều lợi ích cùng một lúc đối với người tập, nếu như chúng ta lĩnh hội và thuần thục các động tác yoga cũng như là những giá trị mà yoga mang lại cho người tập. Và trong phần đồng diễn ngày hôm nay thì ngoài năm bậc thầy về yoga đang hướng dẫn ngay trên sân khấu, thì ở khuôn viên của nhà thi đấu vẫn có một vài huấn luyện viên liên tục di chuyển trong các khu vực để điều chỉnh các động tác, các tư thế của người tập sao cho đúng, cũng như là giữ được nhịp thở để có thể tác động tốt vào cơ thể của mỗi người. Look at the thumb. Mắt nhìn vào ngón tay cái của bàn tay trái nào. Very slowly come up with an elevation. Vào chậm chậm nâng người lên. With exhalation, bend towards the left leg. Hạ người qua bên chân trái, tay trái đặt ngoài chân trái. Tay phải vươn lên trần nhà, mắt nhìn vào ngón tay cái của Minh. Hít vào chậm chậm.
for the process of sitting, raise your posture. Bend your right knee, come to the sitting position. Quỳ gối phải, hạ đầu gối phải xuống trước. The Vajra. Sau đó hạ đầu gối trái. Ngồi lên gót chân của mình, hai tay đặt lên đùi. Sit for a while in the Vajra. This is only the pose which you can do after having the food also. After having the food, you could sit straight in this position for 10 minutes. Với tư thế này, mọi người tập theo sức của mình. Now I'll go for the practice of slowly. Go for the practice of Vajrasana. For a while, Vajrasana. Và vừa rồi thì chúng ta đã vừa kết thúc bài khởi động đầu tiên của một buổi tập yoga. Rõ ràng là mỗi bài tập khởi động như vậy thì tác động đến toàn bộ các bộ phận trên cơ thể, từ tay, chân, các cơ khớp, cổ, vai, hông, đùi. Và một điều rất quan trọng trong bộ môn yoga đó chính là hơi thở. Bởi vì theo như khoa học thể thao hiện đại thì nhịp thở giúp cho chúng ta có thể cung cấp được lượng oxy cần thiết vào tim và phổi. Tuy nhiên trong yoga thì hơi thở còn mang nhiều ý nghĩa hơn như vậy. Bởi vì theo những triết lý của yoga thì hơi thở như một nền tảng chức năng cho sự sống và sự tồn tại của con người, và nó còn giúp cho chúng ta nhận thức được về tâm cũng như là chế ngự được tâm hồn của mỗi người. Và khi mà một người tập yoga ở giai đoạn đầu tiên, họ sẽ nhận thức cũng như là điều chỉnh hơi thở của mình qua các bài tập để mà có thể hiểu được rằng việc mà chúng ta thở ra hay hít vào qua đường mũi, đường miệng hay các khiếu khác trên cơ thể cũng như là những đường mạch dẫn bên trong và bên ngoài thì hơi thở này sẽ được theo dõi và kiểm soát cũng như là điều tiết để mà chúng ta có thể nhận biết được khoảng nào trong cơ thể được lấp đầy. Và khi mà chúng ta thở ra như vậy thì đặc biệt là phần bụng, phần hơi trong cơ thể được tiết ra cũng như là những khí hư cũng như là những gọi là chúng ta hay gọi là những chất độc trong cơ thể có được thải ra, được bài tiết ra qua đường mũi, đường miệng hoặc là qua các hệ thống bài tiết trên da của mỗi người. Keep your legs together. Hai chân khép lại với nhau. Keep your palms beside your hai tay đặt lên đùi. Và khi mà chúng ta đã kiểm soát được hơi thở trong các bài tập thì việc hít ra thở vào cũng là một trong những cách để chúng ta lấy được cái năng lượng tích cực cho bản thân mỗi người. Và theo yoga thì chúng ta có thể là gọi là sự rút lui tâm thức khỏi các giác quan và liên quan đến các cảnh giới bên ngoài. Và một cảnh giới khác của yoga đó chính là thiền. Như quý vị cũng đã thấy trên màn ảnh, đó là những huấn luyện viên đang tích cực chỉnh các tư thế đúng cho người tập. Và một trong những lưu ý khi mà chúng ta tập yoga đó chính là phần cột sống ở lưng. Mỗi một chuyển động, mỗi một tư thế đều phải giữ thẳng lưng và xoay đúng, cũng như là kết hợp với là nhịp thở, thì những động tác thay đổi giãn cơ mới có tác dụng. Quý vị cũng lưu ý là khi mà chúng ta tập yoga thì cũng nên tìm hiểu và lựa chọn những trung tâm có uy tín và có chất lượng với những huấn luyện viên am hiểu về mặt chuyên môn, bởi vì yoga là một bài tập thể dục tác động đến các cơ khớp của cơ thể, và chỉ cần một sai sót nhỏ, một sai lầm nhỏ về mặt chuyên môn cũng có thể gây ra những tác động rất xấu đến cơ khớp của chúng ta, và đặc biệt mà như chúng tôi đã lưu ý đó chính là phần cột sống.
mắt lại và thư giãn nào. Keep your legs apart, toes pointing outward. Keep your legs apart. Mũi chân hướng về hai bên, gót chân hướng về nhau. Now I'll go for a practice of Bhujangasana, Cobra pose. Very slowly bring your legs together. Hai chân khép lại với nhau, chống lên mũi chân của mình. Và bây giờ bài tập của chúng ta đã chuyển sang các tư thế nằm sấp. Và ban đầu tư thế nằm sấp hai tay, cầm chống lên hai tay thì gọi là tư thế cá sấu. Và bây giờ các huấn luyện viên đang hướng dẫn người tập chuyển sang tư thế gọi là tư thế rắn hổ mang. Chúng ta đang thấy mọi người đang chuyển sang tư thế chân giơ lên. Và ở tư thế này thì nó sẽ tác động vào phần cơ bụng, giúp cho chúng ta có thể đạt được sự thanh thản và vượt qua những căng thẳng và lo lắng. Và về mặt khoa học thì động tác này sẽ giúp cho chúng ta cân bằng được vùng rốn và có thể có tác dụng là giảm được đau bụng, giảm những cái triệu chứng như là đầy hơi về tiêu hóa, và đặc biệt là có thể giúp cải thiện hơi thở cũng như là tăng cái dung tích phổi để mà chúng ta có thể hấp thụ được nhiều oxy, tạo ra những nguồn năng lượng tích cực cho người tập. Bắt đầu hai chân khép lại với nhau một lần nữa. Úp lòng bàn tay xuống thảm, khép tay sát vào lưng của mình. Duỗi dài mũi chân thẳng gối, hít vào nâng chân lên 90 độ. Thở ra co đầu gối về phía ngực của mình. Ôm gối, đan tay lại với nhau. Hít vào, nâng vai đầu gối lên. Thở ra hướng chán về phía đầu gối của mình. Yoga là một bài tập thể dục rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả đối với người tập, và nó không phân biệt
giới tính, không phân biệt độ tuổi. Và như quý vị cũng đã thấy thì ngay trong khuôn viên của nhà thi đấu thì cũng có rất nhiều em nhỏ đi theo gia đình của mình, đi theo mẹ, đi theo ba, đi theo ông bà để cùng tập yoga, tìm được sự dẻo dai trong cơ thể cũng như là cải thiện được thể chất trong quá trình trưởng thành của mình. Và như chúng tôi đã nói thì yoga không hề có được sự phân biệt về mặt giới tính. Chỉ cần chúng ta có mong muốn và quyết tâm tập luyện để cải thiện sức khỏe thì yoga hoàn toàn là một lựa chọn thích hợp đối với quý vị, và đặc biệt là những người có bệnh về xương khớp thì những động tác nhẹ nhàng và tác động trực tiếp vào các bộ phận sẽ là một liệu pháp rất hữu hiệu để cho chúng ta có thể chữa trị và hồi phục các cơ khớp bị tổn thương của mình. Phụ nữ, đàn ông, người lớn tuổi, người trung niên, thanh niên hay thậm chí là trẻ em đều có thể tập yoga. Ngay cả một tư thế nằm thẳng như thế này thì chúng ta cũng cần phải có sự hiểu biết, tập trung vào hơi thở cũng như là suy nghĩ cần phải được thư giãn, bỏ hết tất cả những bộn bề trong suy nghĩ của mình thì mới có thể đạt được hiệu quả trong việc tập luyện. Ngồi thẳng lưng. Tay đặt trên gối, ngón tay trỏ và tay cái chạm nhẹ vào gối nhau. I'll go for the practice of Kapalabhati pranayama. Chuẩn bị vào bài tập thở sống hơi. In this pranayama, you're in here, you're taking a deep breath. And while exhaling, you're holding your toes. Contract your abdomen inward. I'll demonstrate like this. Ở bài tập này. So like this, you're going to practice 3 rounds. And each round could consist 30 strokes or else according to your capacity. Bài tập thở sống hơi, chúng ta sẽ hít vào thật sâu bằng mũi, viết cơ bụng và thở ra thật mạnh. Lặp lại 3 lần và mỗi lần 30 nhịp, xin lỗi, lặp lại 2 lần mỗi lần 30 nhịp. Các huấn luyện viên đang hướng dẫn người tập tư thế thiền. Và ở tư thế này thì người tập cần thẳng lưng và thở đều và chú ý vào hơi thở của mình để có thể hấp thu được những nguồn năng lượng tích cực cũng như là đạt được sự thư thái trong tâm trí của mình. Và các huấn luyện viên đang hướng dẫn người tập thở bằng cơ bụng. One more round. Take a deep breath. Cuối cùng.
long pranayama, alternate nostril breathing. Adopt Nasika Mudra by right hand, like this. Hold across the fingers by right hand. Chuẩn bị vào bài tập thở mũi luân phiên. Các bạn co ngón tay trỏ tay giữa vào, dùng ngón tay cái đóng lưng phải. Sau phần thiền hít thở bằng cơ bụng để mang đến những hiệu quả trong hệ hô hấp, thì chúng ta đang chuyển qua phần hít thở luân phiên qua mũi. Cứ liên tục luân phiên từ mũi phải sang mũi trái. Cơ thể chỉ cần thả lỏng với nhịp hít thở sâu, điều khiển từ mũi trái sang mũi phải. Và mục đích mà động tác hít thở thiền này mang lại đó chính là giúp chúng ta có thể thanh lọc được những dòng năng lượng chính cho cơ thể, vì những nguồn năng lượng này sẽ có thể giúp cho chúng ta nuôi dưỡng được toàn bộ cơ thể, nuôi dưỡng được sự tồn tại, và đặc biệt là có thể cải thiện được sự tập trung cũng như là tĩnh tâm và tăng sức sống, giảm đi những mệt mỏi, căng thẳng, lo âu thường thấy trong cuộc sống thường ngày. Và đối với những ai có bệnh về đường hô hấp thì động tác thở đều qua mũi như thế này cũng sẽ giúp cải thiện được chứng rối loạn ho của mình. Vừa rồi chúng ta đã vừa thực hiện động tác
thiền quán không ngừng. Và ở động tác này thì tư thế rất đơn giản, chỉ cần người ngồi thẳng lưng và hai tay đặt ở hai gối. Và ở tư thế này thì sẽ lợi ích là chúng ta sẽ xóa bỏ được những cảm xúc rất là tiêu cực như là sợ hãi, giận dữ, muộn phiền, đau, và giúp cho phát triển những cảm xúc, những cái năng lượng tích cực trong cơ thể. Và đặc biệt đó là chúng ta sẽ giữ được sự tĩnh tâm trong tâm hồn của mình, và qua đó chúng ta sẽ duy trì được sự tập trung cũng như là tăng cường trí nhớ, tăng cường sức mạnh và ý chí của mình. Quý vị lưu ý là khi mà chúng ta thực hiện những động tác thiền này thì trong suy nghĩ của mình không nên để tâm quá nhiều vào những công việc, mà hãy giải tỏa hết tất cả mọi thứ, xả đi tất cả mọi thứ lo lắng, âu lo trong trí óc để đạt được trạng thái tĩnh tâm nhất. Qua đó thì việc tập yoga mới có thể trở nên hiệu quả. Và động tác thiền tuy là đơn giản nhưng để duy trì được lâu cũng như là đạt được hiệu quả tốt nhất thì chỉ có những bậc thầy, những master mới có thể thực hiện được lâu dài. Và thậm chí có người họ có thể ngồi thiền yên như vậy trong vài tiếng đồng hồ. Là phần tâm niệm của một người tập yoga với thông điệp là tôi xin tâm nguyện trở thành một con người khỏe mạnh, yên bình, vui tươi và biết yêu thương. Tôi sẽ cố gắng tạo ra bầu không khí hòa bình, yêu thương xung quanh bằng mỗi hành động của mình, và sẽ gắng sức phá bỏ đi những hạn chế ở con người hiện tại, bao gồm cả toàn bộ thế giới cũng như là bản thân của mỗi người. Và đặc biệt tôi nhận ra được mối quan hệ rất quan trọng giữa đời sống của cá thể với vạn vật xung quanh của vũ trụ, và đó chính là sự đồng nhất của tất cả những gì hiện hữu. You should take resolve that now we'll be continuing the practice and we'll be doing yoga regularly. Thanks. Thanks again. Hy vọng rằng các bạn thích thú với buổi tập hôm nay, và thầy hy vọng các bạn sẽ giữ việc tập yoga lâu dài, bởi vì việc tập yoga là việc để giữ gìn sức khỏe, là việc cả đời chứ không phải chỉ 1-2 ngày. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Good day. Once again, I want to say thank you, Yoga Masters, especially the Dr. Ankai Sai from Indian Council for Cultural Relations. Yoga is beneficial for physical fitness, muscular skeletal functioning, cardiovascular, blood pressure, and respiratory health. It also helps to reduce depression, fatigue, anxiety, disorders, and stress. Yoga sẽ giúp tăng cường sức bền cho cơ thể, giúp hệ cơ xương, hệ tim mạch, hệ hô hấp và tuần hoàn máu khỏe mạnh. Yoga cũng sẽ giúp giảm suy nhược, mệt mỏi, lo âu và căng thẳng. Và hy vọng là quý vị và các bạn sau cái buổi tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất của bộ môn yoga, đó là sự hài hòa và an lạc trong tâm hồn của mình. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa theo dõi xong những hình ảnh của buổi lễ khai mạc và tiết mục đồng diễn yoga vô cùng đặc sắc tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3. Và thưa quý vị, như đã nói, yoga không chỉ là một môn thể thao về thể chất mà còn mang lại những giá trị tinh thần vô cùng hữu hiệu. Và thưa quý vị, hy vọng rằng những giá trị thông điệp về sự hòa hợp về tâm thức giữa con người và vũ trụ sẽ ngày càng được lan tỏa. Và đến đây thì buổi truyền hình trực tiếp Ngày hội Yoga Quốc tế lần 2 năm 2016 xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo trên sóng HTV Thể thao.